Đang chụp ảnh nha. Mấy bạn đến với kênh Di Bánh Tèo của mình nha. Hôm nay đi có quán cà phê Vườn Hồng mà không gà biết rồi nhưng mà chưa có đi. Hôm nay đi cho mấy bạn coi nha. Mấy bạn thấy hay nhớ like, đăng ký, chia sẻ video ủng hộ mình nha mấy bạn. Nó nằm ở phường 7 nha mấy bạn. Đây là gần cây cầu đằng đây nè. Đó, cầu Bến Tre 2 á. Mấy bạn đi theo mình nha. Đây là đường vô nha mấy bạn. Nó quá trời bông luôn. Tha hồ cho các bạn chụp ảnh nha. Đúng rồi, nó mông quá đời luôn. Để con nó nè. Mình có thể hít hoa hồng thì có thể tới đây để chụp ảnh. Đó, có hai ba lối vô luôn. Bên đó và bên đây nữa. Này có hoa hồng trắng nè, có hoa hồng đỏ nè. Đây là đi vô nha mấy bạn. Có hoa cúc nè. Có cái nhà gỗ nè. Có bộ ghế gỗ luôn. Có con cát nữa nè. Có con sóc nữa. Có mấy con. Có con cu rồi, có con sáo nữa. Cái cầu đá. Bây giờ mình đây là ở trong quán Vườn Hồng.
có mấy con chim nữa này. Quá trời bông hồng luôn các bạn ơi. Đây có cái hồ cá câu này nữa nè, đây cũng có cá câu này. Cá đẹp quá. Có cái hát nước đẹp quá. Vô đây là hao hồ cho các bạn chụp bông hồng luôn. Rất là nhiều bông hồng luôn. Này mình đi giấc trưa cũng hơi vắng.